Đang quay. Chỗ này là dùng để chuyên pha trà hay như nào anh? Chỗ này được để học trà. À, là ở đây cũng có người học. Đâu ai cầm vào rồi? Tắt chưa? Tắt chưa? Mà để đấy đang quay mà chỉ phải lấy thôi mà. Quan tâm để đấy thôi, mà muốn để quay để đấy quay chứ. Không, mà kia bảo anh chụp cho cái anh. Ông bị rơi xuống á? Tắt đi chụp một tí. Đây là anh chủ quán. Bị rơi xuống à? Dạ đâu mà đâu không nghe ạ. Cái chỗ này không phải ai cũng được ngồi cả đâu, bởi vì nó liên quan đến trà chủ, liên quan đến đồ. Vì có một cái ấm mà 160 triệu thì các bạn ấy sẽ không kiểm soát được ấy. Anh dặn em rất nhiều lần rồi, tức là các bạn ngồi quay đây được. Nhưng vì riêng mà khu vực này nó là đang mình đang setup ấy, mình còn đang chưa xong mà. Một lần nữa là em rời khỏi phòng này luôn nha. Em không rời phòng này nữa, nếu một người nào ngồi nha. Nó không đúng ấy, nó phải đúng. Khi nào mình đã xong đầy đủ, đúng trà đạo xong thì các bạn ấy ngồi vào ok. Mày chưa xong cả rồi mới để như vậy. Nói rất nhiều lần rồi. Thưởng thức phòng trà. Đây đồ đạc ổn ngang còn chưa xong, còn dọn dẹp còn chưa xong cả. Mình xong rồi bác thì mình mời các bạn ấy vào. Rất là gắt, chu đáo. Chưa xong mà mình vào thì nó không đúng với bày kiện, không đúng thì chụp ảnh nó phải sai không? Chụp ảnh sai thì mình còn làm gì nữa? Là ở đây rất là nghiêm túc về vấn đề này, về vấn đề phòng trà và nơi pha trà. Anh phải đi tắm, anh phải dám ngồi pha trà. Họ vẫn chú trọng trong vấn đề pha trà ở trong này. Đây là những bạn học sinh. Anh chủ quán nói làm gì? Quá là kém luôn. Ở đây mà nói như vậy. Người ta đang nói nhân viên họ liên quan gì với mình? Em vẫn ở đây mà, em bị bóng ma ấy. Nói cái này đúng nguyên tắc, nó